nay em quay lại một cái nhà vườn em đã quay hôm nay, hoàn toàn là những cây mới rất đẹp. Quay để các bác xem nhá. Đầu tiên là cây vú sữa, ngay ở cổng vào là một cây vú sữa rất là to. Chắc chuyển trong nan ra cái bệ này các bác nhá. Rất đều, ở đây đang có quả. Đang có quả. Rất nhiều quả. Đấy, cực kỳ nhiều quả. Rất xanh tốt. Từ gốc lên các bác nhá. Bệ rất đẹp. Tôi nghĩ là bệ này là hoàn toàn tự nhiên này. Rất đều. Rất đều. Kỳ đều. Không có bên nào bị lép cả. Bên nào cũng có bệ chia rất đều. Đấy, bây giờ giật lên. Giật lên một cái tay. Rất điệu đà đây. Đây. Nghệ nhân họ vặn xoắn này. Đấy. Cực kỳ nhiều quả các bác. Cực kỳ nhiều quả. Đấy. Tiếp theo, giật lên các cái cành tiếp theo. Đấy. Những cành nhỏ nhỏ đây. Tổng thể nhá. Cây này hình như gặp ở đâu rồi, triển lãm đâu rồi. Cái vết này thì to quá, chắc cũng phải mất nhiều năm nữa mới hết được. Đấy. Khá là to. Sướng không? Đấy, nhìn cái quả đây. Quả nhá. Đây nhá. Chùm này thì còn nhiều quả hơn rất nhiều này. Đấy. Đang rất nhiều quả. Đấy. Rất đẹp quá. Ngay cạnh đây là một cái cây, cái gì tôi quên cái tên này, rất hay, ác đổ rất hay này, thân rất là mục lũa, mình quên cái tên cây này, nó giống này là gì. Đấy. Toàn cảnh cây này các bạn. Ở đây có một cái tảng đá, à quên cái tảng, à cái phiến gốc cây nó bị mục lũa, nó cũng rất là đẹp, ngự ở cổng này rất là hoành tráng. Đây nha các bác nhá, đang nhìn vào trong nhá, toàn những cái cây giá trị, không có cái cây nào là cây rẻ tiền trong này các bác. Ở đây thì không có hàng chợ rồi.